Danh hài Kiều Anh tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái thứ hai ở Mỹ, nhiều sao hải ngoại tới dự. Từng là một trong những diễn viên hài đắt xô cả trong nước lẫn hải ngoại, nhưng một vài năm trở lại đây, Kiều Anh khiến cho khán giả tò mò, thắc mắc khi bất ngờ vắng bóng khỏi showbiz Việt. Tháng 10 năm 2018, nữ nghệ sĩ công khai hình ảnh con gái thứ hai trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ về khoảng thời gian ở ẩn sang Mỹ sinh con. Diễn viên hài Kiều Anh là một trong những nữ nghệ sĩ có nhan sắc xinh đẹp, đa tài của làng hài Việt. Tuy nhiên, đường tình duyên của chị lại gặp nhiều trắc trở khi từng trải qua một lần đò với ca sĩ Lưu Hình. Sau khi kết hôn và có với nhau đứa con chung là bé Yên Khang, cặp đôi bất ngờ chia tay vào năm 2013. Kiều Anh còn bị chồng cũ tố lừa đảo và lấy đi của anh một khoản tiền lớn. Sau một thời gian dài ly hôn, Kiều Anh tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai là nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất. Tháng 9 năm 2018, nữ nghệ sĩ sinh con gái thứ hai và đặt tên là bé Kali Hoàng Trần. Mới đây, nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng đăng loạt ảnh tiệc thôi nôi cho con gái. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có MC Thanh Bạch, nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long cùng tới tham dự và góp vui. Bữa tiệc của bé Kali Hoàng Trần có sự chung vui đông đủ của gia đình hai bên nội ngoại. Diễn viên Kiều Anh, bây giờ tôi là kẻ tay trắng. Kiều Anh sinh năm 1974, quê tỉnh An Giang, là diễn viên hài với diễn xuất đặc trưng Nam Bộ và các tiểu phẩm hóm hỉnh và nhiều ý nghĩa. Chị được đào tạo để trở thành diễn viên cải lương, nhưng lại gắn bó với kịch nói khi từng tham gia các vở như Lặng lẽ góc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong. Ngoài ra, nữ diễn viên còn nổi tiếng qua các phim truyền hình như Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giả từ dĩ vãng, Ông thần nước. Kiều Anh từng là tên tuổi nổi tiếng của làng hài phía Nam bên cạnh Việt Hương, Thúy Nga. Hiện tại các nghệ sĩ này đã hoạt động năng nổ ở cả lĩnh vực sân khấu, phim ảnh lẫn game show nhiều năm nay. Nhìn những thành công của họ, Kiều Anh bộc bạch, so ra cả Việt Hương lẫn Thúy Nga đều là đàn em của tôi, thế hệ nữ nổi bật bên sân khấu phía Nam. Nếu tính theo thứ tự có chị Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy, sau đó tới tôi và các Phượng rồi mới tới họ. Tôi nghĩ mình không có vấn đề gì để phải so sánh với các em. Các em được thì mình mừng, không được hay va vấp điều gì đó cũng buồn chứ. Rồi sao Việt Hương Thúy Nga còn lớp năm thư, Khả Như, Puka. Mỗi thời có mỗi người tài, trăm hoa đua nở. Chị nói thêm, theo Kiều Anh, nghệ thuật là mỗi người một đường. Bạn thích ai thì bạn xem người đó. Chị nói, các em lên game show nhiều thì thôi ở phương diện khác cũng tiếp cận khán giả thông qua sân khấu. Mỗi người đều có một thị trường và đối tượng khán giả riêng. Chưa chắc mình nhảy vào vị trí đó mình sẽ hay hơn các em. Ngược lại, Việt Hương Thúy Nga nhảy vào hướng của tôi chưa chắc lại hay hơn. Như các nghệ sĩ Ngọc Dào, Hồng Nga không xuất hiện ở game show, nhưng họ vẫn luôn là cây đa, cây đề. Lớp hậu bối như tôi hay các em đi diễn chục năm nữa cũng không qua được. Tất cả là do thâm niên, gốc để vai diễn quá hay. Nghệ sĩ là tồn tại với chất lượng chứ không phải là số lượng, nữ diễn viên nói thêm. Sau thời gian được khán giả tại Việt Nam yêu quý, Kiều Anh sang Mỹ từ năm 2003. 4 năm sau, chị kết hôn với nghệ sĩ Lưu Hình và định cư tại Mỹ. Tuy nhiên sau đó, khi có con đầu lòng, cặp đôi nghệ sĩ chia tay nhau vào năm 2013. Sau đó, nữ diễn viên cũng tìm được hạnh phúc mới với nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất. Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua là lần đầu tiên chị vui xuân bên con gái thứ hai. Sau lần đổ vỡ hôn nhân, Kiều Anh đang hết sức trân trọng hạnh phúc mới. Chị nói, tôi không phải là người đào hoa, nhưng duyên số không trọn vẹn thì mình phải chịu. Với tôi, tình cảm gia đình quan trọng hơn cả sự nghiệp. Bây giờ tôi chỉ mong mỗi ngày được làm nghề để chăm sóc gia đình, không còn quan tâm đến vinh quang hào nhoáng. Ở tuổi này, dù muốn hay không, tôi cũng buộc mình phải trầm lại. Những gì sôi nổi ồn ào tôi đã đi qua hết cả rồi. Bây giờ tôi nghĩ rất thoáng, không cảm thấy mình bị áp lực vì bất cứ điều gì trong cuộc sống, chị chia sẻ thêm. Cũng chính bởi những thị phi từ cuộc ly hôn, suốt một thời gian dài Kiều Anh tránh né báo chí. Nữ nghệ sĩ không muốn con gái vì những hình ảnh không đẹp từ chuyện tình cảm của bố mẹ làm ảnh hưởng tuổi thơ. Chị cho biết, không phải tôi tránh mà tôi không biết nói gì khi đứng trước truyền thông. Vài năm qua tôi cũng không phải hoạt động quá sôi nổi. Còn những chuyện lùm xùm thì cũng đã xong, xấu tốt thế nào thì ai cũng biết cả rồi. Nếu nói nữa chẳng khác nào tôi làm hại con mình. Tôi không cho phép ai làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chúng. Hơn nữa, ông trời chẳng cho ai không cái gì. Số mình được cho nhiều thứ hơn người bình thường, nên phải lấy lại của mình cái gì đó. Số đã vậy thì tôi phải chấp nhận, Kiều Anh ngậm ngùi. Song nữ diễn viên cũng cho biết, chị và chồng cũ không còn giữ liên hệ. Cái quan tâm con gái lớn cũng khiến cho Kiều Anh băn khoăn nhiều. Chị bộc bạch, với những chuyện đuối tiếc trong quá khứ, tôi không muốn và sẽ không bao giờ đề cập trước mặt con. Tôi cũng không bao giờ nói xấu đối phương với con mình. Cho dù ai đúng ai sai thì hạ hồi phân giải. Con sau này lớn lên sẽ tự biết.
Việc của tôi là phải giữ hình ảnh đẹp của bố mẹ để con có tuổi thơ trọn vẹn. Trải lòng với các con, nữ diễn viên cho biết, chắc chắn làm con của nghệ sĩ sẽ thiệt thòi hơn nhiều. Công việc của chúng tôi không thể sáng đi chiều về như mọi người, thậm chí có lúc phải xa nhà vài ngày nên thời gian để gần gũi con không nhiều. Nhưng vốn đã xin làm nghệ sĩ rồi nên tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết tranh thủ và cố gắng dành nhiều thời gian và sự quan tâm nhất cho con. Nhưng tôi mong khi lớn lên, con sẽ tự hào vì cha mẹ là nghệ sĩ chân chính, sống tốt đẹp, hiền lành. Sinh con gái thứ hai ở tuổi 44, Kiều Anh nhìn lại và cảm thấy mình rất may mắn. Là phụ nữ có con là mừng rồi, vì nhiều người muốn mà cũng không được. Con đầu hay con sau, đứa nào tôi và chồng cũng thương yêu như nhau. Tất nhiên con nhỏ sẽ khiến cho tôi đầu bù tóc rối hơn trước rất nhiều. Từ lúc sinh đến giờ, tôi thiếu ngủ trầm trọng vì phải thức đêm chăm con. Tuy nhiên ngôi nhà nhỏ của tôi luôn rộn rã tiếng cười bởi bé rất đáng yêu. Yến khen con gái lớn của tôi rất vui khi có em, bé bảo sẽ luôn bảo vệ em. Suy nghĩ của Yến Trang làm tôi bất ngờ và sung sướng, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Dù phải bớt nhận xô diễn để tập trung chăm sóc gia đình, nhưng Kiều Anh vẫn không lo lắng nhiều. Dù giàu hay nghèo, cứ là nghệ sĩ thì đều muốn diễn, đều ham diễn, đó là niềm vui, là lẽ sống. Tôi cũng sống với nghề được một thời gian, đủ để biết cân bằng cho gia đình với công việc. Dĩ nhiên ai cũng cần kiếm tiền, nhưng mục đích vẫn là để chăm sóc gia đình. Vì thế tôi có thể nhịn ăn, nhịn mặc, sống tiết kiệm như cách ông bà mình dạy bảo. Điều cơm gấp mắm thì cuộc sống vẫn thoải mái, Kiều Anh chia sẻ. Chị nói tiếp, bây giờ tôi là kẻ tay trắng vì toàn bộ tài sản đã sang tên cho hai con. Trước khi sinh con thứ hai, tôi cũng đã dự trù một khoản tiền. Hiện tôi vẫn giữ lịch sinh hoạt sân khấu thường nhật như bao năm qua. Dù có thể không nhiều, một tháng kiếm được vài chục triệu tôi thấy sống cũng đủ, quan trọng là mình còn sống được với nghề. Giới nghệ sĩ có người sống với vinh quang một thời gian dài, đến lúc phẳng lặng thì họ bị chết. Còn tôi chưa bao giờ mong cầu vinh quang với nghề, sống được là vui rồi. Hơn nữa tôi cũng không phải là dạng người ăn chơi, bài bạc, nghiện hàng hiệu. Nó có thể nhiều người không tin, nhưng nếu sống một mình, một ngày tôi xài chưa tới 100.000. Tiền còn lại là làm từ thiện, đi diễn được 1 triệu thì tôi bỏ ống làm từ thiện 300-400.000, nữ diễn viên tiếp lời. Kiều Anh càng hạnh phúc hơn khi chồng cô nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất hết mực yêu thương các con. Chị bày tỏ, tôi biết ơn anh Hoàng Nhất vì đã đến với mẹ con tôi trong cuộc đời này. Khi mọi thứ đổ dồn đến tôi, chính anh đã đến bên cạnh và dìu dắt tôi để cùng đi được đoạn đường như ngày hôm nay. Ngày trước tôi không chia sẻ được, tất cả một thân một mình chịu đựng. Hiện tại thì anh chia sẻ mọi điều với tôi, anh chấp nhận thay đổi cả hoàn cảnh sống, đánh cược sự nghiệp vì tôi. Dần dần tôi nghĩ đó là người xứng đáng để cùng nắm tay đi tới cuối con đường. Dù vậy nữ diễn viên không định tổ chức kết hôn, Kiều Anh nói. Tôi và anh ấy không quan trọng chuyện kết hôn, dù gắn bó đã nhiều năm. Tôi quan niệm một tờ giấy hôn thú cũng không lớn bằng tình cảm người ta đối đãi với nhau. Hiện chúng tôi tập trung nuôi nấng con cái, đi diễn cùng nhau và thấy yên ổn với cuộc sống hiện tại.